Xin chào anh em, đợt kỷ niệm 12 năm máy chủ châu Á, World Gaming có mở bán chiếc Progetto 46, giá hơn 1 triệu, đắt quá. Nhiều anh em nhắn hỏi mình rằng làm sao để chơi chiếc Progetto 46 mà không phải mua đây? Câu trả lời rất đơn giản. 1. Hãy chờ chiếc Mars phiên bản clone quay trở lại đấu giá chợ đen. 2. Chơi chiếc P.44 Pantera trong sơ đồ công nghệ của Ý, bởi vì con hàng này có những đặc điểm tương đồng với chiếc Progetto 46 và đây cũng chính là một trong những chiếc xe tăng thường mà mình thích nhất trong game. Vậy thì con hàng Pantera có những gì? Bằng đạn tái nạp, 3 viên một băng, sát thương độ xuyên y hệt như chiếc Progetto 46. Thời gian nạp đạn thì lâu hơn, bởi vì chiếc Pro 46 được tăng thông số như trang bị một cái thông nòng thường vậy. Tiếp theo là ổn định nòng pháo, có 19/10 thôi. Còn Pantera vỡ tâm to hơn một chút nhưng không đáng kể, anh em chơi sẽ không cảm thấy sự khác biệt. Tiếp theo là độ cơ động. Pantera chạy lên tới 60 km/h, trong khi đó Pro 46 chỉ có 5 năm thôi. Anh em mang nitro cộng thêm thép đệm, biến bản thân trở thành một viên đạn 45 tấn đâm húc kẻ địch, rất là sướng tay. Về bộ giáp thì sao? Mình nghĩ rằng là không nên giao tranh quá là gần với kẻ địch. Bộ giáp của Pantera có vẻ như dày hơn Pro 46, cũng có nghiêng đấy, nhưng không đủ ở cấp 7 và cấp 8, chứ đừng nói là cấp 9, cấp 10. To xác vậy thôi, nhưng ẩn giấu lại tốt hơn chiếc Pro 46 một chút nhá. Thế mới lạ. Và đó là những gì mà chiếc Pantera này hơn chiếc Progetto 46. Và chúng ta sẽ quay trở lại trận đấu ở bản đồ Stujanki. Mình đã chiếm được vùng trũng rồi, và bên địch có chiếc Gat cũng nhảy xuống cái vùng này một mình luôn. Quay trở lại kết hợp với chiếc leo tạo thế gọng kìm. Mình đã xả hết 3 viên đạn ra rồi và cứ nghĩ đồng đội sẽ tiêu diệt được chiếc Gat, nhưng không may chiếc leo bắn không xuyên. Mình vẫn phải quay trở lại bắn một viên. May mà chiếc 45TB lao xuống kịp thời, không thì leo sẽ bay bầu. Trong những cái trường hợp giao tranh tầm gần và thường là solo ấy, anh em hãy bắn từng viên và giữ lại 2 viên trong băng để chúng ta có thể xả kẻ địch ở những cái số máu cuối cùng. Ví dụ như chiếc Gat vừa rồi, anh ta dưới 500, 400 máu thì lúc đấy chúng ta sẽ sử dụng 2 viên đạn cuối cùng trong băng và tiêu diệt anh ta một lúc, không cho kẻ địch có thời gian nạp viên đạn tiếp theo. Thực ra là nếu chúng ta bắn đơn trên chiếc Pantera ấy cũng khá là ổn mà. 7 giây một viên, 240. Chỉ có chiếc Pro 46 thì xuống được 6 giây. Đó là một con số tốt với một tăng hạng trung bắn đơn thôi. Nhưng vai trò hỗ trợ mà, chúng ta không thể đòi hỏi được hơn. Có một điểm mà mình rất là thích trên chiếc Pantera này chính là nhiều đạn, lên tới 60 viên cơ. Thoải mái bắn mù, kiểm tra các vị trí bội. Chứ con Progetto 46 chỉ có 45 viên. Nhiều khi mình bắn rất là tiết kiệm đạn, xả băng đạn nào là phải chuẩn băng đạn đấy. Có đồng đội là Setter đang cắm ở vùng trung tâm. Mình đang chờ xem chiếc BZ-58 có đi lên không. Xả anh ta một tràng thôi. Nghe chừng là chiếc BZ cảnh giác rồi. Ấy thế mà đồng đội có thể bắn được này. Mình là người soi. Vui ha. Tỷ số 2-0, đang có lợi thế. LC đang làm rất tốt nhiệm vụ canh cánh trên. Đồng đội thì có ý định tấn công cánh dưới, cứ để cho họ kỳ kèo thôi. Còn mình sẽ yểm trợ chiếc Setter và canh những kẻ địch đang đứng ở trên mô đất bắn tỉa. Nói chung thì chơi chiếc Pantera khá là dễ. Ban đầu thì anh em cứ tưởng rằng là phải chơi con hàng này xả như xe tăng băng đạn, nhưng không nhất thiết phải làm như thế. Tái nạp mà, có nhiều sự lựa chọn để chơi, nhiều chiến thuật để áp dụng. Đã nhìn thấy chiếc Su-100M1 và Zuto tấn công. Bọn họ không còn nhiều máu, mình có thể quay trở lại và tiêu diệt được. Garo P88 bay bầu rồi, còn chiếc leo lao vào giải cứu. Zuto trước, xanh tâm nhưng bắn không trúng giáp. Rất may là mình vẫn còn đạn dự trữ trong băng, liên tục tiêu diệt 2 kẻ địch này, double kill luôn. Leo vẫn còn sống nha, số đỏ đấy. Tỷ số hiện tại 4-1. Mình tiếp tục quay trở lại vùng trung tâm để yểm trợ chiếc Setter có thể bắn vào trong nhà máy. Thành phố thì có vẻ như không đẩy được, bởi vì không có tác hạng nặng nào máu mặt cả. Setter rút khỏi bụi trung tâm rồi. Mình quyết định vào trong nhà máy để yểm trợ đồng đội, tiện thể bắn tạt sườn sang vị trí của chiếc LC, yểm trợ đồng đội luôn. Có chiếc Setter đang lao lên kìa, mình có thể bắn được không? Đồng đội kết liễu trước rồi, và mình cũng lộ hình luôn. Nấp ở vị trí này không để kẻ địch bắn tạt sườn. Setter đang chạy lên để soi, và đây là cơ hội để mình bắn chiếc IKV đang chạy thoát. 1 viên, 2 viên, 3 viên phá phải xích khiến chiếc IKV giặt dẹo luôn. Pháo còn ném hiểm trợ nhưng sát thương không đủ để tiêu diệt. Setter vội vàng quá, bị bay bầu về gara luôn rồi, nhưng vẫn kịp thời soi chiếc Scorpion. Mình xin một viên. LC hổ báo phết nhờ. Mình đang chờ đạn vào trong băng để bắn chiếc Thai 59. Hai phát đạn liên tục và chiếc Thai 59 kịp thời snapshot chúng mình. Nhanh tay đấy. Có vẻ như kẻ địch đang còn người soi ở căn cứ. Đồng đội mình tấn công y như rằng bị bắn tạt sườn ngay. Khả năng cao mình sẽ phải rời khỏi nhà máy này và yểm trợ đồng đội ở cánh bên kia thôi. Nếu dự đoán của mình không nhầm thì LCV90 bên địch đã rút khỏi cánh trên rồi và anh ta đang ở căn cứ hoặc ở cánh dưới. Đúng là như vậy, LC đang lao vào và tiêu diệt 45TB. Chắc chắn là mình sẽ phải quay trở lại để yểm trợ chiếc Forest Spirit rồi. Mình có trang bị kính trên chiếc Pantera mà. Tất nhiên là không thể phủ nhận là LC có thể soi thêm mình trước. Nhưng méo mó có hơn không? Hai pháo chống tăng của bên mình chắc là sẽ không mang kính. Tốc độ tối đa nhanh cho phép mình thay đổi vị trí. Rất là thích chiếc Pantera này khi mà đảo cánh. Tỷ số hiện tại 5 đều, chưa ngã ngũ đâu. LC đang tấn công vị trí của chiếc Rattmer. Mình đi tắt, lao thẳng vào để tiêu diệt chiếc LC ngay. Có 3 viên đạn trong một băng rồi. Nếu mình xả hết thì chưa thể tiêu diệt được. Đâm anh ta luôn. $400 sát thương đâm húc luôn. Mình không mất một giọt máu nào. Trọng lượng nặng có khác nha. Mình sẽ phải chạy thoát, đề phòng kẻ địch ở đằng sau bắn. Nhưng có vẻ như không ai bắn mình cả. Quyết định tấn công luôn. Hy vọng là chiếc Forest và Rattmer có thể hiểu ý và yểm trợ mình ngay. Tiếp cận các tòa nhà này để làm vật che chắn. Kẻ địch mất hình hết rồi. Rattmer đang di chuyển ở bên phải. Mình tiếp tục di chuyển. Và chiếc Chariotier, anh ta nấp ở bụi phía trước, sử dụng đạn HES bắn xuyên mình luôn. Kịp thời đáp trả lại anh ta. Thế là hai người đổi máu cho nhau, đều 500 máu. Cố gắng đánh lạc hướng để chiếc Rattmer vào bắn. Tuyệt vời luôn đồng đội ơi. Tỷ số đang có lợi cho bên mình. Vẫn còn con mắt. Và khả năng cao, hết lộ hình mình sẽ tấn công luôn. Di chuyển đến tòa nhà phía trước, soi căn cứ bên địch. Ta hạng nặng vẫn chưa dám tấn công nhờ. Và Scope đã bị lộ hình. Rattmer có thể giải quyết được không? Mình đang rất là muốn tiêu diệt ta hạng nặng để mở đường cho đồng đội ở nhà máy. 12i. Anh ta đang lộ phần thân. Cạp sứ đất rồi. Chán quá. Mình quyết định bắn viên đạn cuối cùng luôn, để phòng anh ta đi vào vị trí an toàn mình không thể bắn được. Cái viên đạn đầu tiên vào trong băng ấy, nạp cũng không quá lâu đâu, khoảng 10 giây thôi. Anh em cứ thoải mái. Lại rơi xuống xích rồi. Chán thế. Đang chuyển sang đạn APCR. Độ xuyên tốt hơn, nhưng vận tốc thì cũng bình thường, chỉ có 1001m/giây thôi. Rattmer đã bắn một viên đạn vào chiếc Scope. Anh ta lùi xe. Ngay lập tức mình tiêu diệt luôn. Ăn được 5 mạng rồi. Liệu có thể kiếm được Top Gun trong trận đấu này không? Mình vẫn còn 600 máu. Lao vào để soi kẻ địch. Lorraine bắn mình luôn. Được đấy. Đồng đội sơ nhanh quá. Không thì kiếm được Top Gun rồi. Cơ hội bắn chiếc BZ được không? Anh ta nấp sau vật cản rồi. Và khả năng cao mình sẽ phải đi tìm chiếc IKV. Hãy cho tôi cái Top Gun đi anh em. Đâu hết rồi. IKV. Không được. Đồng đội nhanh tay quá, căn trước cái vị trí đấy luôn. Còn đây là chiếc Mars, phiên bản clone của chiếc Progetto 46, xuất hiện ở đấu giá chợ đen. Mình nhớ không nhầm thì đấu giá bằng kinh nghiệm tự do. Xin chúc mừng những anh em nông dân đã chăm chỉ cày cuốc, có nhiều tài nguyên mang nó về gara. Bởi vì con hàng này không có sự khác biệt so với chiếc Progetto 46, chỉ là camo 3D gắn chặt lên xe, không cần phải sơn nữa thôi. Những cái thứ mà mình thích trên chiếc xe này, điều đầu tiên chắc chắn rồi, ổn định nòng pháo, slap shot rất đã tay. Một xe tăng băng đạn mà có tầm ngắm nhỏ như thế này, bảo sao bắn không nhanh, ngắm bắn điểm yếu không tốt, đúng không? Tiếp theo là thời gian nạp đạn, nhỉnh hơn gần 1 giây so với chiếc Pantera. Và nếu so sánh với nhiều tăng hạng trung cùng cấp có sát thương 240, chúng ta cũng ngang hàng luôn. Trừ khi họ mang full đồ nhá, nghĩa là thông tím, quạt tím, đồ ăn, 5 anh em, chắc là họ sẽ xuống dưới được 6 giây thôi. Nhưng giả sử trong một cuộc giao tranh, cùng số máu 1400, cùng thời gian nạp đạn 6 giây, chắc chắn Progetto 46 sẽ ăn đứt luôn. Bởi vì khi hai người còn 500 máu, sẽ xả nốt 2 viên đạn cuối cùng trong băng ra và tiêu diệt kẻ địch. Chúng ta sẽ là người sống sót. Nhưng mà thường thì Progetto 46 không chơi kiểu đấy. Anh em cắn trộm xong là té. Mình cũng hay chơi cái chiến thuật này. Cứ lấy lợi thế ban đầu đi, sau đó quay trở lại giao tranh sau. Trở lại với bản đồ redside, chế độ tấn công phòng thủ. Mình ở đội phòng thủ và đội đang chơi rất là tốt. Chiếm được 2 cánh trên dưới rồi. Kẻ địch khó có thể vào được. Cứ phòng thủ tốt ở 2 cánh trên dưới thì vùng trung tâm sẽ có cơ hội để bắn nhiều kẻ địch hơn. Có vẻ như chiếc Ebu không chú ý, mình ra xả đạn luôn. Một viên thôi, bởi vì chiếc Ebu đã quay táp pháo về vị trí của mình rồi. Thực ra bây giờ mình không còn cày bạc trên chiếc Progetto 46 nữa, chủ yếu cày hiệu suất cá nhân thôi, nên đã mang full đạn vàng rồi, không có đạn thường và đạn nổ luôn. Bởi vì ít đạn mà, nói với anh em ở trận đấu trước rồi, 45 viên. Mình chỉ cố gắng xả liên tục vào kẻ địch như thế này thôi. Vẫn thấy chiếc Chiri nên mình đã đánh đổi số máu của mình lên bắn chiếc Chiri một viên. Anh ta chỉ bắn đâu đó khoảng 150 sát thương thôi, còn mình sẽ đáp trả lại hơn 200 mà. Bắn xong thì rút lui. Emu muốn tiêu diệt mình bằng được, chắc là thấy mình nguy hiểm đấy. Thật là đáng sợ. Tiếp tục tận dụng cái bụi này, đi lên bắn kẻ địch. Ái chà, khả năng cao chiếc STA đã bắn mù nha. Được đấy. Chắc là mình sẽ không sử dụng cái bụi này nữa. Đi sang bên trái này, tận dụng các tảng đá làm vật che chắn, hạ nòng bắn kẻ địch sẽ tốt hơn. Cứ phải nhô lên để kiểm tra. Và có vẻ như Ebu đang xả đạn đồng đội mình, không hề chú ý. Tiêu diệt luôn, nhanh gọn lẹ. S1 vẫn đang trấn thủ vị trí A6 kìa. Đã thấy kẻ địch lộ ở bên kia rồi. Mình có thể chạy lên và bắn được không? T52. Đạn bay lên trên rồi và mình có bị lộ hình. Khả năng cao là chiếc Chiri hoặc STA đã soi thấy. Đã rất là muốn tiêu diệt những tăng hạng nhẹ và tăng hạng trung, khiến cho đội địch mất hết những cái con mắt quan trọng. Phát đạn đầu tiên tại sao không bắn trúng chiếc STA nhỉ? Hay là bắn trúng ai đó đứng ở đằng trước ta? Không thì quả đấy STA bay màu rồi. Chán quá. Goluka đang cố gắng vào trong căn cứ gây áp lực, nhưng không thành đâu. Đằng sau bọn mình có chiếc Udes mà, sống vào làm sao được. Mình chuẩn bị có đầy đạn trong băng, sẵn sàng xả những kẻ địch đi ra. Tốt, 1375 bay rồi, còn ai soi nữa đâu. Nấp kỹ thế, không thấy nộ. Chắc là mình sẽ đổi cánh sang bên trái, yểm trợ đồng đội tiêu diệt chiếc S1, sau đó tạo thế gọng kìm với vùng trung tâm thôi. Di chuyển sang bên trái nào. Bắn mù đi. Và pha đó trúng chiếc GD anh em nhé. Nói chung thì kiểm tra vị trí một viên thôi, chứ không kiểm tra cả băng nhé. Goluka sắp bay màu rồi, mình để đồng đội giải quyết. Và bây giờ thực hiện kế hoạch tấn công vị trí của chiếc S1. Vẫn còn 1000 máu, thoải mái tấn công được. Chiri căng thế nhỉ. Bay bầu luôn. Mình vừa nói xong thì Caliban cho một quả đạn pháo vào mồm. Đau thật. đã soi thấy chiếc Lorraine 40 tấn. Anh ta đang chạy thoát, không mang camo này. Chạy đi đâu này? Hai viên liên tục luôn. À đấy, nói mới nhớ, delay của chiếc Mars nhanh hơn Pantera 2 giây so với 2,5 giây. 0,5 giây cũng có thể tiêu diệt được kẻ địch. Như pha vừa rồi, chiếc Lorraine chạy rất là nhanh phải không? Nếu mình chỉ cần nạp chậm hơn 0,5 giây thôi, có thể anh ta sẽ chạy thoát, không thể bắn được viên đạn tiếp theo. Đây cũng là một điểm mà mình thích chiếc Pro 46, khiến nó trở thành một trong những tàng trung vàng tốt nhất cấp 8. Škoda T56, mình đang cố gắng chạy sang bên phải này tìm góc bắn anh ta. Škoda mất hình rồi, không thể bắn được. Cứ chơi từ tốn thôi, đã có lợi thế về người, về máu. Kẻ địch bắt buộc phải tấn công, không là sẽ thua thời gian. Bắn được chiếc BZ không đấy? Khó quá nhỉ. Anh ta đi thấp xuống rồi. Chắc là mình sẽ di chuyển sang đồi bên phải để có thể mở góc soi chiếc Škoda T56 và bắn anh ta. Chứ cái vị trí này khuất nhiều bụi cây quá. Vẫn không nhìn thấy luôn. Nấp kỹ thế. Anh ta lộ hình rồi, mình có thể bắn được. Hai viên đạn siêu liên tục. Tí nữa thì mình khai hỏa chúng ông Udes. Škoda T56 đang kênh xe lên cái phần dốc. Đạn của mình mà bắn phần thân trên nó sẽ nảy hoặc là có thể khó xuyên. ABCR mà. Tốt, Udes đã giúp bọn mình giải quyết thành công chiếc Škoda T56. Và bây giờ tổng tấn công luôn, không có đứng ở nhà nữa. Xong trận đấu rồi. Tấn công luôn là một cách phòng thủ rất là tốt, khiến cho kẻ địch phải ở thế bị động. Garo P88. Hình như bây giờ anh ta mới xuất hiện à? Phun máu này. Mình sẽ tận dụng góc này và chờ chiếc P88 đi lên, xả đạn anh ta. Nấy ra. Chán nhỉ. Chỗ đấy nghiêng đến mức nào vậy? Chỉ còn 2 phút thôi. Chắc chắn là kẻ địch sẽ không thành công trong việc chiến thắng trận đấu này. Bây giờ thì mình có thể bắn từng viên cũng được nhé. Muốn phá hủy xích của chiếc P88, sau đó cho đồng đội ra giải quyết. Sát thương nghiêm trọng, nhưng có vẻ như chưa đứt. Anh ta vẫn đang tiếp tục di chuyển. Phá được không đấy? Đồng đội phá hộ mình rồi. Thôi kệ đi. Goluka có khả năng sẽ tấn công Lorraine này. Ai chạy đâu? Mình chờ viên đạn thứ hai vào trong băng. Phá hủy xích viên đạn đầu tiên và xả nốt viên đạn cuối cùng. Khoảng cách dưới 300m, Goluka không nhìn thấy á. Bị mù à? Hay là khuất sau lá cây vậy? Chỉ còn 1 phút thôi và đây là cơ hội để mình kiếm thêm sát thương. Chắc chắn là sẽ nạp hết đạn trong băng và xả một lèo luôn. Còn lại đồng đội muốn làm gì làm. Đối với mình thì trận đấu này xong rồi. Quyết định xả chiếc Jack Tiger 8,8cm sẽ được nhiều bạc và kinh nghiệm hơn. 700 sát thương luôn. Và đó là video ngày hôm nay của mình về chiếc Pantera và Progetto 46, cặp bài trùng của game. Xe tăng thường và xe tăng vàng có hiệu suất chiến đấu gần như là ngang hàng nhau. Hiếm hoi luôn đấy, bởi vì thường lẽ xe tăng trong sơ đồ công nghệ khó có thể bì được xe tăng vàng top đầu nhá. Chứ không phải là mấy con xe tăng vàng lỏ ngồi cái minh chế ra để cho đa dạng game thôi. Anh em nghĩ sao về chiếc Pantera hay là Progetto 46? Thích xe tăng thường hay xe tăng vàng hơn? Đừng quên bình luận phía dưới nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Chúc chơi game vui vẻ. Bye bye!